Biết dùng điện thoại nữa cơ. Rồi đấy nhá. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh điện tử máy may vlog của mình. Thì hôm nay mình có nhận được cái con vắt sổ C4 này này, nó cắt chỉ nhưng mà nó đang bị báo lỗi E07 đây. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, E07 này. Thì cái này là nó bị lỗi công tắc an toàn bảo vệ kim này. Ở đây nó có một cái sensor này. Cái lâm châm, ở đây có một cái sensor khi mình cụp xuống thì là cái này nó sẽ báo về cho máy là nó không, nó an toàn, chắn kim này nó sẽ cho chạy. Nhưng mà đây chắc con này nó bị hỏng rồi. Bây giờ nó báo E07. Giờ mình muốn tắt cái chế độ của cái mắt dò đi thì mình vào đây nhá. Mình ấn B cũng lưng chân vịt này. Nó sẽ vào đây, tắt máy đi. Đấy, giờ này không phải, nếu mà mình ấn B0 ấy thì nó chỉ vào được từ B01 đến B25 thôi, nó không thể lên được các cái B tiếp theo được, thì mình phải ấn B cộng lưng chân vịt này. Đấy, ấn B xong ấn lưng chân vịt giữ phát là nó ra 26 rồi lên, thì mình chỉnh nó lên. Đây là nút lên này. Đấy, đây là nút lên này, bên phải là nút lên này, còn bên trái là nút trừ đi này. Đấy, mình chỉnh lên. B58 nhá. Đấy, B58 này. Sau đó mình ấn dấu trừ này hoặc dấu cộng, dấu trừ dấu cộng đều được. Thì nó sẽ vào chương trình trong của nó, thì nó đang ở 1 này, nó đang bật cái chế độ vị trí kim lên. Thì mình sẽ ấn tiếp một phát nữa và dấu cộng dấu trừ tí thì nó sẽ về số 0 này là tắt đi. Nó sẽ về số 0 này là tắt đi. Thì mình sau đó mình ấn B là lưu này. Đấy, nó hiện ra chữ OF ấy, là nó sẽ lưu được. Đấy, thì giờ nó sẽ hết cái lỗi E07 này. Giờ mình tắt đi, mình bật lên thì nó không còn lỗi E07 nữa nhé. Đấy, nó sẽ không còn E07 nữa nhé. Mọi người xem video hay thì nhớ đăng ký kênh, nhớ ấn vào chuông để mình ra video mới thì sẽ thông báo cho mọi người, không bỏ lỡ nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.